Hôm nay mình bên vi tính thanh nhàn hôm nay mình chia sẻ anh em cái thai con IC âm thanh Men Arab H8 ốp em gạch DGS. Trường hợp này là mất âm thanh ha, nó không có tiếng á. Đây. Đây con để cái mã nó là gì? ALC màu sáu tám hai ALC 682 ha, xin lỗi anh em nãy mình đọc hơi chậm. Đây mình thay thì cũng tương đối dễ thôi, mình đo đo tụ cho chống mát, đo đo thông mát hai cái tụ hai hai bên kế bên IO là nó bị chạm á, là IO này nó bị sơi nảy chết. Nè, đo hai cái đầu tụ nè, cái tụ xung quanh y nè. Nó thông mát hết. Nó không còn cộng trừ á, là con y IC nó chết. Rồi thì mình thay cũng giác nó giống các con IC bốn phần chân khác thôi, tương đối. Đây là cho mở hàng ha. Vô bốn hàng chân. Rồi mình cho chì màu vô bốn hàng chân. Đây, sau đó mình dùng mỏ khò 383 độ ha, mình khò nó lên thôi. Mình khò né né cho anh em thấy. Càng nóng mình khò càng nhanh đi để mình bóc ra. Rồi đây để mình thay sơi thì mình vuốt cái chân chì nó cho nó đẻ nó phẳng trước. Mình thường có cái cuộn vuốt chì nó, tại mình làm quen rồi nên mình khỏi, cái chì nó vuốt bằng mà cái chân chì luôn, vuốt sạch chì. Rồi, mình xác định chân số 1 để mình ấy vô thôi. Đây, như sơi nè, cũng như cái thông thông thường nè. A, L, sơi, đây chân số 1 nằm dưới nè. Đây, mình đưa vô camera. Đây, chân số 1 đây. Nó có một cái chấm tròn ở trên y sơi. Còn tên men là vậy, chân số 1 mình ở đây. 1. Cái xe từ phải nè, sang trái là 10, 16. Ý, xin lỗi, 1, 12, cái 12 đến 24, 24, lên đây là 36, số 1 nằm góc này ha, cái chấm thì mình xây qua đó. Nhớ xây đúng rồi nè, xây sai, chưa bị trái chân, nó CPU nó chết, IC nó chết. Rồi, mình để có một xíu. Rồi mình chưa bị nhúc nhích. Rồi được á, mình cố định một tay nè, chấm chì. Chấm chì một góc. Hai góc. Góc thứ ba nữa đi. Và góc
32 góc. Đây, rồi mình cho một thêm một miếng chì hàng rồi vô. Vuốt từ chấm sơ 4 góc cái. Cho nó không có chạy sơ mà mình vuốt á, đơn giản. Rồi xong. Đây mình dùng xăng thơm á. Dùng xăng thơm mình chùi cái chì nó sẽ sáng lên. Xem thử anh em nghe. Chơi. Rồi, cảm ơn em theo dõi video. Cảm ơn em. Cái máy nó hơi mờ sao? Rồi, xong mình kết thúc video, chia sẻ anh em đó. Mình cứ thay tương đối vậy là nó thành công 100% hết rồi anh em. Mình thay làm quen nhiều lâu rồi, quen rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video ha.